tấn này cho mọi người sở hữu quả khung khung top 100 của Ranae season này. Và ba loại trong đấy cũng bao gồm hai tình yêu của bom, bao gồm là Trophy Apocalypse, cái này kiểu gì đấy, Trophy Apocalypse bạc và vàng, nó như nhau thôi, nó hơn là cái màu cho nó đẹp thôi mọi người. Và quả bom, cái này của bom, bom Galaxy. Còn lại là thế à, đây giới thiệu cho mọi người, đây là hồng co, hồng 4 sao nhé, hồng co 4 sao nhé quý vị. Nếu mà muốn kiếm co 4 sao khỏe hơn xíu á, trên trăm điểm của hồng này là có co 4 sao để mà sử dụng. Thì đấy là shop Ranae season 4, và chúng ta sẽ được thấy, sẽ được nhìn và cài đồ trong vòng đêm nay, trong đêm nay nhé. Còn bây giờ thì tôi bắn trận ra đây season 4 cho mọi người nhìn sơ qua lại về trong season 4 đây. Chúng ta ngồi qua từng những cái hòm đó để ngủ qua ngủ qua về này à, này giờ tôi mới biết anh ăn cái gì ném, cho nên là bây giờ hơi căng, phải đồ làm hơi căng. Này cái gì nữa để chị xem mà. Mỗi lần mà tôi chi là nó lâu thế đấy, thì ra thì chuyện mẹ rồi tự nhiên bực quá luôn làm gì. Để tôi bắt. Ok. Bắt. Và tham gia cầu mong tiếp đường có to để gặp theo những mẹ kia thêm thêm tôi gặp theo của người không mắt gì 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 mở ra rồi. Yeah, I'm